3 giờ sáng. Hiện nay tôi đang có mặt tại sân khấu chính của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Trong những ngày này, tất cả các thành viên trong ekip, mọi người đều làm việc rất là vất vả cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị cho ngày khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thật là long trọng. Lý do chúng tôi quyết định tái hiện toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh lên sàn diễn của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam bởi vì thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi mà chúng tôi đã tổ chức lần đầu tiên Việt Nam International Fashion Week, mà thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất năng động, hiện đại, đang chuyển mình hội nhập với thế giới. Và đó cũng chính là thông điệp chúng tôi muốn mang đến trong tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam lần này. Đó là tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam cũng chính là nơi đang mở ra những cơ hội hội nhập với thế giới.